lùi lại ngay. Mày có phải bố tao đâu mà cứ đi trước tao thế hả? Thì tại vì cậu đi chậm quá, con cứ dậm chân mãi mà chẳng thấy bước, con bí bách hết cả chân ạ. Đúng là khôn đâu đến lượt mày. Ở với cậu bao lâu nay mà không khá lên được. Cậu đi lâu lắm mới về làng, giờ thành người giỏi giang nhất cái làng này. Phải đi chậm cho người ta thấy, người ta còn trầm trồ chứ. Vâng, cậu khôn. Cậu muốn người ta thấy thì cậu cứ chào thật to, người ta khắc thấy. Đi chậm tí nữa có mà nắng vỡ đầu ạ. Cậu mà lại phải chào ai ấy hả? Giờ cậu đã học rộng tài cao, thông minh nhất cái làng này mà lại phải chào ai? Mai mốt á, bà con trong làng này còn phải nhờ cậu nhiều nhá. À, thì lúc đấy hẵng hay. Thôi thôi, cậu đi nhanh lên, cả con nắng quá. Mà này, giờ cậu giỏi rồi, mày đi đâu, thấy cái gì cũng không được hỏi, kẻo người ta khinh mày rồi lại khinh cả cậu. Lúc nào cũng phải nhớ mình là người cái gì cũng biết rồi, cóc cần ai chỉ cho nữa, nhớ chửa. Nhưng mà không có nhưng nhiếc gì cả, cậu đã nói cứ thế mà làm. Ai như cậu ấm thôn đoài kìa. Ơ, cậu ấm thật. Cậu ấm về làng kìa. Ôi giời ơi, cây lúa mà cứ đứng im như thế kìa. Để với cái tay ra thì chậm rề rề. Biết bao giờ cho xong? Người ta cấy phải bước liên tục, di chuyển liên tục mới nhanh được chứ. Ấy chà chà, cậu ấm dạo này còn biết cả việc cấy lúa nữa cơ à? Chuyện cháu lên tỉnh học nhiều, nói về kỹ thuật cấy, bà con làng mình còn thua xa. Đây, phải làm như cháu đây này. Ơi, ơi, thằng kia, mày không cứu cậu, con đứng đấy à? Cứu. Nhưng mà, lỡ con nhảy xuống, con lại chìm luôn ở dưới đấy thì sao ạ? Thằng kia, mày quên cậu là cậu ấm rồi à? Cứu. Thế trên tỉnh cậu không học được là nếu ruộng lầy bùn sâu thì phải di chuyển càng ít càng tốt. Càng di chuyển nhiều sẽ càng bị lún xuống à? Ruộng lầy mà cậu cứ lao ầm ầm như thế có ngày chìm nghỉm cũng nên đấy chứ. À, thì đấy là cháu vội quá nên cháu quên mất cái chuyện đấy. Mà cái ruộng này sâu quá cô nhở? Hết hồn chi mén. Thôi, tốt nhất là cậu cứ về nhà làm cậu ấm thôi. Đừng có động tay động chân vào cái gì cả mà gây tai họa. Cô cứ nói thế. Cháu bây giờ là bao nhiêu kiến thức, làng này chắc gì có ai giỏi bằng cháu. Cậu ấm ơi, tối nay gia đình ăn trung thu với bọn cháu nhá. Các ông các bà đang làm bánh trung thu ở sân đình đấy ạ. Láo nào, cậu giờ lớn rồi, ai đi chơi với bọn trẻ danh. Thế cậu ấm lớn rồi, có ăn bánh trung thu nữa không? Bánh trung thu thì cháu có chứ. À mà, đang làm bánh trung thu ở sân đình hả cô? Các bà đang làm ở sân đình đấy. Cô với mấy đứa cũng chuẩn bị về phụ đây. Thế cháu phải ra nhanh mới được. Nhanh tay nhanh chân lên. Cơ mà lại như năm ngoái ấy, cuống cuồng lên không kịp. Sắp xong rồi đây cụ ạ. Năm nay làm bánh trung thu nhân gì đấy ạ? Ồ hay cái thằng này. Mày nhìn thấy các ông các bà chưa chào gì mà đã hỏi nhân bánh là sao? Ê chết. Con xin lỗi các ông các bà, con vội quá nên quên mất. Tại vì con đã học được cách làm bánh trung thu vô cùng mới mẻ, năm nay nhất định phải đổi vị các ông các bà. Sao nhân bánh gì đây mà mùi lạ thế cậu ấm ơi? Hình như có mùi mật ong. Lại có cả cái gì trắng trắng như trứng ấy. Hả? Mấy cái đứa này, đúng là chưa đi ra khỏi lũy tre làng bao giờ, chẳng biết cái gì cả. Đây là nhân đậu phụ mật ong. Cái gì? Đậu phụ mật ong á? Đấy mà, con biết ngay là mọi người chẳng biết cái gì. Thằng này láo. Thì con học ở trên tỉnh. Bây giờ người ta làm bánh trung thu phải bổ dưỡng, ăn vào có tác dụng siêu thần kỳ, ăn ngon, ngủ ngon, lưu thông máu tốt. Chứ ai lại làm mấy cái thứ nhân bánh kia nữa. Thằng này đúng là con nhà có điều kiện.
được đi học thông minh hẳn ra đấy nhỉ. Trước nay chúng ta chỉ biết ăn là ăn thôi, chẳng để ý gì chuyện này. Chưa kể nhá, món bánh trung thu nhân đậu phụ mật ong này á, còn giúp trẻ con học đâu nhớ đấy, giúp các bà giảm cân đẹp da, giúp các ông ngày càng khỏe đấy ạ. Thật thế á? Giảm được cả cân nữa cơ à? Cứ tin con, trên tỉnh là người ta chuộng cái món này lắm. Thế thì ba Bẹo, thay nhân bánh đi. Vâng, tôi thay ngay đây ạ. Ấy, đừng ạ, đậu phụ không nướng cùng với mật ong được đâu ạ, nó sẽ... Vớ vẩn, biết cái gì mà nói, để Yến cho cậu dạy việc. Nhưng mà... Cậu ấm đã học trên tỉnh rồi, có gì mà phải lo. Đứa nào sợ thì đi về, không ăn thì nhịn. Nhịn nhá Hồng Xiêm. Có ai đuổi theo không? Con không thấy ai ạ. Mà cả làng ngộ độc, còn mấy ai nữa mà đuổi theo nữa. Phen này thì toang rồi cậu ơi. Phủi phui cái mồm mày, đi nhanh còn kịp, nhỡ lang túm lại phạt vạ thì chết. Ai bảo cậu tự nhiên bịa ra chuyện nướng đậu phụ cùng mật ong làm nhân bánh trung thu. Giờ cả làng ngộ độc luôn rồi, không biết có ai chết không. Thì tao cũng đâu có biết được là lại thế. Lỡ mà có ai chết thật thì cha ơi cứu con. Có mà ông giời cũng không cứu nổi. Thôi chuồn nhanh còn kịp cậu ạ, sang sông đi. Mà họ sang sông kiểu gì ấy nhỉ? Nước đầy thế kia, sao lại không bị chìm? Con thấy họ bước rón rén lắm. Hay là con lại hỏi họ xem phải đi như thế nào nhá. Đâu mày chỉ để mọc tóc thôi à? Cậu đã dặn là cấm được hỏi cái gì? Mày cứ sơ hở ra là hỏi, đừng người ta bảo mày ngu à? Thế cậu bảo phải làm thế nào bây giờ ạ? À? Thì cứ đi sang sông như họ là được rồi. Họ đi được thì mình cũng đi được. Nhỉ? Thế mà con không nghĩ ra. Đã bảo là mày ngu lắm mà. Vâng, cậu khôn. Ây, cứu, cứu với. Cậu, nắm vào đây con kéo ạ. Sao lúc nãy mấy bà kia đi được nhỉ? À, chỗ đó có cái cầu, nó bị ngập nước và cầu rất nhỏ, nhớ đi cho cẩn thận. Ôi, đúng là có cái cầu thật cậu ạ. Ngập nước mình không nhìn thấy, bà con ở lâu thì biết. Ai bảo mày ngu, không qua thử từ lúc nãy hả? Vâng, cậu khôn. Không biết thì bảo không biết, cậu cứ vỗ ngực ta đây, cái gì cũng hay. Từ hôm giờ gây bao nhiêu tai họa rồi. Biết rồi. Đưa cậu về xin lỗi bà con, nhanh. Lại biết rồi. Xoài với chả xiếc, mặt trời lên cao bằng cây sào rồi mà vẫn không thấy mặt đâu. Bao nhiêu lần rồi vẫn thế, cái tật lề mề không bỏ được. Thôi, không đợi nữa, tớ chán rồi, đi về. Khoan đã, tớ đến rồi. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ mới tới thì còn chơi bời gì nữa. Cậu không thể tới sớm hơn được à? Hay là cậu lại ngủ nướng, giờ mới dậy thế? Đâu có, tớ dậy từ tờ mờ sáng cơ. Nhưng mà tớ còn phải rửa mặt với ăn sáng chứ. Cái gì? Dậy từ tờ mờ sáng mà giờ mới ra tới đây á? Thế thì cậu nên đổi tên là rùa đi, đừng tên là xoài nữa. Khiếp, gì mà đanh đá thế? Giờ tớ tới rồi đây, các cậu lắm lời thế nhỉ? Cậu nói thế mà nghe được à? Đúng là không còn gì để nói. Thôi mà, tớ chậm có tí. Ta đi sang làng thượng đi. Giờ này rồi thì làm sao đi được nữa? Đi để mà lằn đít à? Quá muộn rồi. Tớ nghĩ... Mít mật đâu rồi? Cái thằng quỷ sứ này có đi về nhà ngay không? Đi chơi đi bời từ tờ mờ sáng tới giờ mà không chịu mò mặt về. Con với chẳng cái, chẳng được cái tích sự gì, chỉ đi chơi là giỏi. Dạ, con về ngay đây ạ. Đấy, cậu thấy chưa? Vì cậu mà vừa không được đi chơi, vừa bị chửi. Cậu thật là... Tớ cũng về đây. Không về thì còn đi đâu được nữa. Tất cả là tại cậu đấy, xoài ạ. Tớ cái gì nữa?
Lần sau mà không đi được hay đi muộn thế này á, thì tốt nhất là đừng tới, làm hóng cả tâm trạng của mọi người. Thôi, mình về đi Na, càng nói càng bực mình. Có mỗi thế thôi mà dỗi, chẳng qua là mình tới muộn tí thôi mà. Không chơi thì thôi, về thì về, sợ gì? Sao cái áo này đẹp thế không biết? Đẹp từ đường kim mũi chỉ tới màu sắc. Đúng là nó sinh ra là để dành cho mình rồi. Rồi, đẹp lắm rồi. Tới giờ đi ngủ rồi bà. Ngủ gì giờ này? Mẹ hai nói đúng đấy. Ai lại ngủ giờ này ạ? Con còn đang ăn cơm mà. Cái gì? Xoài, nãy giờ mà con vẫn chưa ăn xong à? Con vừa ăn vừa ngủ đấy à? Đâu có ạ. Chẳng qua là con làm theo câu nhai kỹ no lâu thôi mà cha. Kỹ cái gì? Có mỗi bát cơm thôi mà ăn cá canh giờ thế à? Lại còn vừa ăn vừa nghịch mèo. Ông nhỏ tiếng thôi. Ông là mẹ thức dậy rồi kia kìa. Tôi biết rồi. Tất cả là tại nó hết. Có ăn nhanh không thì bảo. Không là ta tắt đèn đây này. Ý, đừng cha. Con sợ bóng tối lắm. Con ăn ngay đây ạ. Con với cái, ngày nào cũng như ngày nào. Lề mà lề mề, nói mãi không nghe. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Hay để con gọi thầy lang tới? Nhà con nói đúng đấy. Con thấy sắc mặt mẹ xanh xao lắm. Không, không cần gọi thầy lang đâu. Chẳng qua là mẹ mất ngủ ấy mà. Sao mẹ lại mất ngủ ạ? Mẹ có chuyện gì cần suy nghĩ ạ? Đâu có. Tại thằng Xoài cứ lục cục đêm hôm, mẹ bị thức giấc, không tài nào ngủ lại được. Biết ngay mà. Đã nói bao nhiêu lần, phải bỏ cái tính lề mề đi, không sẽ gây ra chuyện. Cái thằng này phải cho ăn roi mới được. Thôi, đừng con. Đòn roi không giải quyết dứt điểm được vấn đề đâu. Mẹ nghĩ các con nên tìm cách dạy cho thằng bé một bài học đi, chứ cứ thế này không ổn. Dạ, con cũng nghĩ thế ạ. Nhưng giờ làm thế nào được nhỉ? Nhẹ nhàng cũng nói rồi, roi cũng dùng rồi, mà thằng bé vẫn chứng nào tật nấy. Hay là gậy ông đập lưng ông? Đúng rồi. Được, được. Dậy thôi. Tí còn đi xem hội đua thuyền. Xin mãi cha mới cho đi. Mình không thể dậy muộn được. Vừa rửa mặt vừa nghịch nước, thích nhỉ con nhỉ? Bà hỏi thừa, xưa nay tôi với bà chẳng nghịch suốt à? Sao cha với mẹ lạ thế? Mọi hôm cha mẹ chẳng mắng con vì tội vừa rửa mặt vừa nghịch nước cơ mà. Có khi nào... Con tân ngân gì, cứ nghịch thoải mái đi con. Trước là mẹ không hiểu nên mới mắng. Giờ mẹ biết cái lứa tuổi của con nó phải thế, mới là phát triển bình thường, nên mẹ thấy mừng. Đúng. Lời mẹ con nói mà sai á thì không ai nói đúng. Cha mày. Công nhận hôm nay thằng Nô nấu cháo ngon thật. Cháo nóng, xì sụp ăn, cứ gọi là sướng. Cái ông này, ăn cháo nóng thì phải vừa ăn vừa đọc sách. Vậy mới gọi là người sang chứ lại. Thế à? Sao tôi chưa nghe cái này nhỉ? Đúng, tôi quên khuấy đi mất. Cho tôi đọc với. Chắc sắp có biến. Chứ mọi hôm mình vừa chơi vừa ăn thì bị chửi te tua cơ mà. Nghĩ cũng lạ. Nhưng thôi cũng kệ. Như thế này cũng sướng. Cha, mẹ. Cha mẹ ăn cháo nhanh. Còn đi xem đua thuyền ạ. Con nghĩ là sắp muộn rồi đấy. Từ, vội gì? Để ta đọc hết đoạn này đã, đang hay. Đúng đấy,
chúng ta đang đọc dở, con cứ nói vào là mất hết cả mạch cảm xúc. Với cả, hôm trước con chẳng nói là nhai kỹ no lâu còn gì. Vâng. Yeah! Đi xem đua thuyền thôi. Khoan đã. Chúng ta còn quên một thứ rất quan trọng. Quên cái gì nữa hả mẹ? Con quên à? Con đã chải tóc đâu? Úi giời ạ, con tưởng cái gì to tát lắm. Tóc con như thế này là được rồi, cần gì chải. Muộn giờ rồi mà mẹ, mình đi thôi. Không được, cái răng cái tóc là gốc con người. Đi xem hội chèo thuyền có đông người lắm. Tóc tai mà không ra gì á, họ cười vào mặt cha mẹ ấy. Đúng đấy, ta không muốn bị mất mặt đâu. Vâng ạ, nhưng nhanh nhanh lên mẹ nhé, muộn giờ rồi. Mẹ biết rồi. Để mái bên trái như thế này có vẻ mặt béo ra, không được. Phải để mái bên phải. Không được, như thế này nhìn ngô ngố, không giống con dài tôi. Thế để tôi chải kiểu khác. Ui, con thấy đẹp, đẹp rồi mẹ, mình đi thôi, muộn quá rồi. Không, không đẹp. Thôi, cứ thế để mái giữa đi. Mẹ hai ơi là mẹ hai, ngồi nãy giờ mà mẹ lại để tóc con như lúc đầu là sao? Thì mẹ tưởng để kiểu khác đẹp hơn, hóa ra lại không phải. Cha mẹ đi nhanh lên, không là hết hội đấy. Từ từ đã nào, cha đau lưng với đói bụng quá. Thế ông ngồi nghỉ một tí, tôi lấy cái bánh ra ăn tạm. Vậy là hội đua thuyền làng Bân đã kết thúc. Xin cảm ơn bà con. Lâu lắm rồi không được đi xem chèo thuyền. Nay con đã dậy từ sớm, vậy mà vẫn bị muộn thế này. Hôm nay con cảm thấy thế nào hả Xoài? Con buồn lắm, con đã bỏ lỡ một cuộc đua thuyền thú vị rồi. Tất cả là vì con thôi. Sao? Sao lại vì con ạ? Vì con mà chúng ta cũng không được xem chèo thuyền còn gì. Hơn nữa, tập theo tính lề mề của con cũng không dễ. Vậy là cha mẹ cố tình để hôm nay đến muộn, đúng không ạ? Sở dĩ lần này con không kịp xem chèo thuyền là bởi vì tính lề mề chậm chạp, không tập trung của con. Nếu con vẫn không thay đổi, thì sau này con không chỉ bỏ lỡ một cuộc chơi như hôm nay, mà còn có thể bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong cuộc đời. Vâng, con hiểu rồi ạ. Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tốt lắm. Nếu con thực hiện đúng lời hứa, tháng sau mẹ sẽ cho con đi xem chèo thuyền ở làng Nhu. Oh yeah, nhất định con sẽ làm được. Trong làng ta, cha Hồng Diêm là có phúc nhất. Hồng Diêm thông minh, học giỏi, lại chăm chỉ. Tương lai kiểu gì cũng làm quan to, mát mặt dân làng mình. Gì chứ cái này là tôi công nhận. Hồng Diêm thông minh, tài trí, đúng là nhân tài tương lai. Úi giời, thông minh thì có thông minh đấy. Nhưng mà nhà nghèo kiết xác như vậy á, lớn còn khó. Các cụ có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hồng Diêm có trí, còn sáng dạ, kiểu gì chẳng làm quan to. Không như nhà ai kia, có tí của, nhưng con cái biếng nhác ham chơi. Hôm nay bà ngứa mồm mà. Thằng Xoài nhà tôi á, nhất định sau này sẽ đỗ đạt làm quan to cho bà sáng mắt. Bà đang nằm mơ à? Thằng Xoài mà đỗ đạt làm quan á, thì có mà tôi đi bằng đầu. Không làm trò cười cho thiên hạ là may rồi. Bà, thằng mít mật nhà bà thì giỏi lắm đấy. Suốt ngày chỉ biết ăn, béo đù béo đụt. Tứ chi phát triển thì được cái gì? Tôi nói cho bà biết ý, mít mật nhà bà thì cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Đấy, cơm hay cháo thì cũng kệ nhà tôi. Tôi cũng có mong nó đỗ đạt làm quan lớn gì đâu. Đâu như bà, con thì lười nhác, con ảo tưởng thành ông nọ bà kia. Bà cứ nhớ mặt tôi đấy. Mụ bẹo chết tiệt, dám sỉ nhục mình. Mà
cái thằng Hồng Xiêm ấy thì có quái gì chứ? Nghèo kiết xác thì lấy đâu ra tiền đổ sán lạn mà khen? Càng nghĩ càng thấy cay. Cái bà bẹo ấy suốt ngày chửi khách sới sôi ra, lúc nào cũng quăng quác, loạn làng loạn xóm. Gặp bà thì chê cậu xoài, đúng là không được cái nết gì. Bà phải trị cho bà ta một trận mới được bà. Đúng, con mụ này là phải trị. Sắp tới mừng thọ bà nội thằng xoài, mình sẽ cho mụ ấy bẽ mặt luôn. Thích xỏ xiên sách mé à? Nhưng bằng cách nào hả bà? Xem nào. Này á, ta cây 1 phải cho mụ ấy cây 10. Ngươi hiểu ý ta chứ? Phú bà nói xấu mình rồi lại định chơi khăm cô bẹo trong tiệc mừng thọ. Đã vậy, mình phải tìm cách phá mới được. Cháu chào phụ bà. Thằng Hồng Xiêm, người ở đâu ra đấy? Ốm hay sao mà cứ ho khủ khụ thế? Dạ không, không phải. Là do cháu ăn phải miếng mọc cha cháu làm cho nhiều hạt tiêu quá nên là... Ăn mọc nhiều hạt tiêu à? Vâng, tại cha cháu thích ăn cay nên hay cho hạt tiêu. Cháu ăn vào bỏng cả miệng ạ. Thôi ăn uống thì chú ý vào. Thôi ta đi trước đây, nhà bao việc. Dạ, cháu chào bà. Cô Bẹo ơi, cô Bẹo. Xoài đi à, có việc gì thế? Mẹ cháu bảo cháu sang mời cô ngày mai sang nhà cháu ăn cỗ mừng thọ bà nội cháu ạ. Quái lạ, hôm trước mình cãi nhau với phú bà to như thế, vậy mà hôm nay bà ta vẫn mời mình sang ăn mừng thọ à? Được rồi, mai cô sang nhá. Vâng ạ. Dạ, kính mời cụ Lý và các cụ tiên chỉ dùng cỗ ạ. Này nhà con có món mọc đặc biệt thết làng ạ. Mời mọi người tự nhiên nhé. Nô, bưng mọc ra đi. Dạ thưa bà, món mọc đặc biệt đến rồi đây ạ. Ôi, nay phú bà chu đáo quá. Mỗi người một bát mọc cơ ạ. Có gì đâu. Này thiết làng, nhà tôi là cứ phải hoành tráng chứ lại. Thế mời chị Bẹo, mời mọi người ăn đi cho nóng. Vâng, nhìn bát mọc ngon quá. Mọc còn nóng hổi, mời các bà xơi ạ. Mụ Bẹo nổi tiếng tham ăn, phèn này tha hồ bẽ mặt với cả làng nhá. Ôi dồi ôi, không xong rồi phú bà ơi. Sao thế sao? Có cái gì mà ngươi la làng la nước lên thế hả Hồng Xiêm? Cháu ối rồi ôi, là vì mọc ngon quá đấy ạ. Công nhận, món mọc này á là món đặc biệt số 1, nhức cái nách luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng là chuyện gì cơ. Người láu cá láu tôm vừa thôi, mau ăn đi. Dạ vâng ạ. Ây, mọc thơm thế chứ lị. Ngửi vào một cái là đã thấy ngon rồi. Vậy chị Bẹo mau ăn đi cho nóng. Đương nhiên, phải ăn ngay chứ lị. Chị Bẹo sao vậy? Không có gì. Không có gì đâu. Mọc ngon, ngon lắm phú bà. Ngon lắm đấy. Nào, mọi người cùng ăn đi cho nóng. Chắc cay lắm ấy mà vẫn phải khen mình. Chết chưa. Ui, đồ ăn hôm nay đúng là thơm ngon. Mọc này á, ăn giòn, ngon phải biết. Phú bà sao thế? Nô, thằng Nô đâu rồi? Sao bát của ta lại cay thế này hả? Nô. Thưa bà, con làm sao biết được ạ? À? Chính tay người mang bát mọc lên, sao ngươi không biết được hả? Còn đứng đấy ạ, mau mang nước cho ta. Dạ. Sao tự nhiên lại có ớt trong mọc nhờ? Nãy giờ tôi ăn có làm sao đâu.
Nhìn miệng phú bà xưng phồng lên thế kia thì ít cũng phải nhai đến răm quả ớt hiểm ấy. Ê, phú bà, đừng có trách anh nô. Thật ra là hình như tôi ăn nhầm bát mọc của bà ấy. Cái bát bà ăn là của tôi. Còn vì sao bát đấy có ớt cay thì tôi chịu chết. Nói như vậy thì khác nào là do phú bà cố tình cho ớt vào bát mọc của người ta. Thì chắc là thế rồi. Chứ tôi ăn mọc làm gì có miếng ớt nào đâu. Bây giờ thì cháy nhà ra mặt chuột nhá. Bà hiềm khích với tôi hôm bữa, tôi chê con bà. Ai ngờ ớt bà cho, bà tự ăn. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mọi người dùng. Tôi hết hứng ăn rồi. Đúng là mấy mụ đàn bà nho nhén. Thôi, dùng bữa đi các cụ. Nào nào, mời ông. Vâng, mời cụ. Hồng Xiêm, vì cháu đã giúp cô nên cô làm bánh đúc nóng thưởng cho cháu đấy. Mấy đứa ăn đi cho nóng. Cháu cảm ơn cô. Cậu giúp mẹ tớ chuyện gì thế? À, chuyện là... Phú bà thật hẹp hòi. Chuyện có như vậy mà cũng để bụng rồi muốn chơi xỏ cô. Phú bà còn nói xấu cháu nữa. Cháu có cách này. Phen này á, cô phải khiến phú bà bị ăn gậy của chính mình mới được. Hóa ra là vậy. Vậy là hôm ăn cỗ, lúc Hồng Xiêm kêu lên để gây sự chú ý của mọi người, cô Bẹo đã cháo bát mọc ạ? À? Đúng thế. Đáng đợi phú bà. Kể ra giờ mà có cái gì ăn thì tuyệt nhờ. Đúng là mít mật, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi. Chúng ta đang học đấy mít mật ạ. Mít mật nói cũng đúng mà. Học mà có ăn, ăn mà cũng là học thì còn gì tuyệt hơn. Các trò, ăn chuối đi. Dạ, con xin. Dạ, mời thầy Sôi ạ. Làm sao mà để ăn mà cũng là học như đám học trò nói nhỉ? À, mình có cách rồi. Cha ơi, sao cha lại quăng vỏ chuối ra giữa đường thế? Nhớ ai dẫm phải, ngã thì sao ạ? Chẳng phải thầy dạy là không được vứt rác bừa bãi sao thầy? À, thầy cố tình ném ra đấy. Để xem qua cái vỏ chuối này, quanh ta có những hạng người nào các trò ạ? Là sao ạ thầy? Các trò cứ từ từ quan sát rồi sẽ rõ. Ôi dạ, ti thì ngã dập mông. Đáng ra đã gặp chuyện bực mình, giờ lại suýt ngã vì cái vỏ chuối chết tiệt này. Toàn chuyện xui xẻo. Mới suýt ngã thôi mà chú ấy văng tục chửi bậy ghê quá. Cậu bé bé cái miệng thôi, kẻo bị chửi lây đấy. Thầy ơi, hay để cho nhặt vỏ chuối quăng ra chỗ khác nhá. Đúng đấy cha, để đó nhớ ai không để ý là ngã rúi rụi đấy ạ. Khoan đã, các trò cứ để đó và quan sát đi. Sao lại có cái vỏ chuối giữa đường thế này không biết. May mà mình cẩn thận nên không dẫm vào. Chắc lát nữa sẽ có người ngã sấp mặt vì nó cho mà xem. Sao cô ấy biết nó có thể gây nguy hiểm cho người khác, lại thản nhiên đi như thế nhỉ? Cô ấy thật là vô tâm. Bạn gì ơi, cẩn thận. Sao lại có vỏ chuối ở giữa đường thế này nhỉ? Thật vô ý thức. Như thế này thì không ai bị ngã vì nó nữa. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Thầy ơi, cái vỏ chuối được vứt đi rồi. Vậy bài học qua cái vỏ chuối đó là gì ạ thầy? Các trò thấy không? Qua cái vỏ chuối và ứng xử của những người gặp cái vỏ chuối đó cho thấy xã hội có ba hạng người. Ba hạng người như thế nào hả thầy? Hạng người thứ nhất là những người như người đàn ông đầu tiên, chỉ biết phê phán trước những sai trái, thật đáng trách. Dạ thưa thầy, cho hiểu rồi. Kiểu người này chỉ biết chửi bới, trách móc mà không tìm cách khắc phục đúng không thầy? Đúng. Cha ơi,
Vậy những người như cái cô thấy vỏ chuối rồi thản nhiên đi là hạng người gì ạ? Hạng người này là những người bình chân như vậy, việc sai mặc ai cũng thật đáng chê. Đúng ạ, rõ ràng là hiểu những người khác có thể ngã vì cái vỏ chuối ấy, nhưng cô ấy vẫn kệ. Đây là những người vô tâm. Còn hạng người thứ ba là những người như bé gái lúc nãy, là những người thấy sai trái không thuận mắt liền sửa ngay, thật đáng khâm phục. Cha ơi, giờ thì con đã hiểu rồi, chỉ qua cái vỏ chuối mà chúng con biết những hạng người khác nhau. Đúng vậy. Trò đang nghĩ gì thế? Thầy ơi, trò thấy còn có hạng người thứ tư nữa ạ. Làm gì còn người thứ tư nữa? Nãy giờ chỉ có ba người thôi mà. Trò cứ nói đi, đừng ngại. Dạ thưa thầy, người thứ tư là những người vứt vỏ chuối. Họ là thủ phạm của sai trái, nhưng lại lấy đó để phán xét người khác. Nhưng cha tớ cố tình vứt vỏ chuối để dạy chúng ta bài học mà. Cha tớ đâu phải là thủ phạm của cái sai đâu. Thì tớ nói ví dụ mà, chứ tớ đâu có nói thầy. Hồng Xiêm khá lắm. Đúng là thầy dạy một mà trò biết hai. Các trò ạ, nhìn thấy cái sai của người khác và phán xét thì rất dễ. Nhưng tự nhìn bản thân, nhìn thấu nguyên nhân của cái sai để hiểu và cảm thông với người khác thì không phải ai cũng làm được.